Nín. Tao nói mày á. Nhạc sĩ hả? Tiếp tục anh. Hai thầy trò mình xong chưa? Nói chung thì với cái pháp lực của tôi thì không có cái dông nào mà dám bén mảng tới gia chủ. Chuyện nhỏ hết. Gia chủ cứ yên tâm, hiểu chưa? Chuyện nhỏ hết. Cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Gia chủ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Tôi gia chủ lên trên nói chuyện.